Chào mừng các bạn đến với môn học nguyên lý kế toán. Chúng ta cùng học bài học số 5, bài học về tổng hợp và cân đối kế toán. Để bắt đầu bài học, bạn hãy cùng tôi xem tình huống mà bạn Trang gặp phải khi làm kế toán nhé. Chào Trang, công việc dạo này ổn không em? Chị Thảo, hôm nay chị đi làm trở lại à? Chị và em bé đều khỏe chứ? Em mong chị mãi. Giờ sắp phải làm báo cáo tài chính rồi mà em lu bù quá. Chị giúp em với. Ừ nhỉ, đúng là sắp phải nộp báo cáo tài chính rồi, nhưng hôm nay chị đến xin sếp nghỉ 2 tháng nữa. Tiếc là chả giúp được gì cho em cả, em cố gắng nhé. Chị lại xin nghỉ tiếp à? Vậy em phải làm sao bây giờ? Ai giúp tôi với? À, chị nghĩ ra rồi, để giải quyết vấn đề này, em nên nghiên cứu thêm bài 5 tổng hợp cân đối kế toán của môn nguyên lý kế toán. Sau khi nghiên cứu bài này thì việc lập báo cáo tài chính sẽ chẳng là gì khó khăn với em cả. Ô thế ạ, à? Em cảm ơn chị. Bây giờ em phải đi học ngay bài 5 mới được. Các bạn cùng học bài 5 với mình nhé. Bài học số 5 nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hiểu được mối quan hệ giữa các phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác, nắm được nguyên tắc và phương pháp lập các bảng tổng hợp cân đối kế toán. Bài học số 5 của chúng ta gồm có hai nội dung chính, thứ nhất là phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và thứ hai là báo cáo tài chính và các nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài chính.